Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát động với chủ đề Lực lượng Công an Nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngày 19 tháng 8, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt này với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Lực lượng Công an Nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thành bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, nâng cao nhận thức, khích lệ cổ vũ tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với phương châm giữ vững bên trong, bảo vệ vững chắc, lan tỏa ra bên ngoài. Qua đó, lực lượng công an khẳng định vai trò nòng cốt tham gia phòng chống dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được công an các quận, huyện triển khai, như gần 300 cán bộ chiến sĩ công an quận Hà Đông đã tình nguyện tham gia hiến máu tại chương trình Giọt máu nghĩa tình chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.